Các anh chị học viên, sinh viên thân mến, sau đây là video hướng dẫn tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin trên hệ thống thư viện, phần hướng dẫn tra cứu và khai thác tài liệu môn học. Đầu tiên, chúng ta cần truy cập vào website thư viện theo địa chỉ lib.ttu.edu.vn, sau đó chọn đăng nhập. Tại giao diện đăng nhập, anh chị sẽ đăng nhập bằng tài khoản hệ thống thông tin học viên, sinh viên. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ họ và tên của bạn đọc. Chúng ta có thể thiết lập ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh cho giao diện tìm kiếm. Để bắt đầu tìm kiếm tài liệu môn học, chúng ta cần nhập từ khóa vào hộp tìm kiếm. Từ khóa có thể là mã môn học, tên môn học hoặc nhan đề của một tài liệu môn học bất kỳ. Sau đó bấm chọn tìm kiếm từ khóa này cho giao diện tài liệu môn học. Chúng ta có thể lọc dữ liệu theo bộ lọc có sẵn, gồm 3 phần. Chọn dạng tài liệu môn học cụ thể như đề cương chi tiết, bài giảng, giáo trình, tham khảo chính, tham khảo khác, tham khảo bổ sung. Hiện tại hệ thống đang mặc định là tất cả các loại. Chọn cách thức lọc, chúng ta sẽ chọn là chính xác. Chọn giới hạn lọc theo trường dữ liệu, bạn đọc cần chọn trường dữ liệu tương ứng. Nếu từ khóa tìm kiếm là mã môn học thì bạn đọc cần phải chọn tương ứng là mã môn học. Nếu từ khóa tìm kiếm là tên môn học thì bạn cần phải chọn tương ứng là tên môn học. Sau khi đã thiết lập xong biểu thức tìm kiếm, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng tìm kiếm hình kính lúp. Trang kết quả tìm kiếm hiển thị sẽ gồm 2 phần. Danh sách kết quả trả về phía tay phải màn hình của bạn đọc. Bộ lọc phía tay trái của bạn đọc cho phép bạn đọc tùy chỉnh kết quả tra cứu theo nhu cầu. Đối với danh sách kết quả tìm kiếm tài liệu môn học, bạn đọc cần lưu ý về chính sách đối với từng dạng tài liệu. Đề cương chi tiết môn học, hệ thống cho phép bạn đọc xem trực tuyến trong mạng nội bộ của TTU, với điều kiện bạn đọc cần phải đăng nhập tài khoản hệ thống thông tin học viên, sinh viên. Slide bài giảng. Tùy theo chính sách của từng môn học, hệ thống sẽ cho phép bạn đọc xem hoặc tải trong mạng nội bộ của TTU. Bài giảng điện tử, hay còn gọi là video bài giảng, hệ thống cho phép bạn đọc xem trực tuyến trong mạng nội bộ của TTU, với điều kiện bạn đọc cần phải đăng nhập tài khoản hệ thống cổng thông tin, sinh viên, học viên. Đối với các tài liệu đóng vai trò là giáo trình, tham khảo chính, tham khảo khác hoặc tham khảo bổ sung của môn học, nếu tài liệu có thông báo, tài liệu in có sẵn tại TTUL, có nghĩa thư viện có tài liệu này ở dạng in, dạng giấy. Đối với tài liệu in, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin liên quan đến vị trí của tài liệu như số lượng bạn có tại thư viện, tài liệu hiện có tại cơ sở nào, vị trí tầng, thông tin kho tài liệu và mã xếp giá của tài liệu trong kho. Tài liệu có thông báo, tài liệu số, tài liệu điện tử, có nghĩa thư viện có tài liệu này ở dạng file, hệ thống chỉ cho phép bạn đọc xem trong mạng nội bộ của TTU. Để xem tài liệu tại mục xem trực tuyến, bạn đọc sẽ chọn vào link nhan đề tài liệu. Bạn đọc có thể sử dụng các tiện ích đi kèm như lưu lại thông tin tài liệu để đưa vào danh sách đã lưu, lấy đường link của tài liệu tại permalink, lấy thông tin trích dẫn của tài liệu tại mục trích dẫn, đẩy trích dẫn tài liệu vào phần mềm trích dẫn EndNote, gửi thông tin tài liệu qua địa chỉ email. Vừa rồi là video hướng dẫn tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin trên hệ thống thư viện, phần hướng dẫn tra cứu và khai thác tài liệu môn học. Cảm ơn các anh chị học viên, sinh viên đã theo dõi.